quy tụ hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 100 doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc với hơn 250 gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ phụ tùng ô tô xe máy đến các sản phẩm cơ khí chính xác. Hội chợ Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội năm 2022 được đánh giá là hội chợ chuyên ngành lớn về ngành công nghiệp hỗ trợ. Với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp xanh, Sở Công Thương Hà Nội đẩy mạnh triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp nhận và chuyển giao công nghệ tiên tiến, mua bản quyền, sáng chế, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực. Hội chợ lần này được kỳ vọng sẽ là cầu nối cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của thành phố tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.